Mới đây tại Hà Nội, Cục Hóa chất Bộ Công Thương đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập 2009-2019. Cục Hóa chất được thành lập theo quyết định số 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước theo quy định pháp luật về hóa chất, đồng thời đề xuất xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hóa chất thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Cục Hóa chất Bộ Công Thương đã để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ, tạo nền tảng quản lý hoạt động hóa chất bài bản và đồng bộ, góp phần vào tăng trưởng bền vững của ngành công nghiệp hóa chất. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết, Cục Hóa chất đã có nhiều hoạt động xây dựng và tạo điều kiện cho nền công nghiệp hóa chất phát triển bài bản, góp phần vào sự tăng trưởng bền vững của ngành công nghiệp hóa chất, từng bước đáp ứng xu hướng quản lý hóa chất trên thế giới, đóng góp lớn vào công nghiệp hóa chất nói riêng và toàn ngành công thương nói chung. Thứ trưởng bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, Cục Hóa chất sẽ triển khai tạo một kênh xúc tiến đầu tư quan trọng cho công nghiệp hóa chất để vừa làm tốt công tác quản lý nhưng cũng vừa triển khai tốt việc thúc đẩy phát triển, xúc tiến đầu tư ngành hóa chất.